Sáng 16 tháng 9, Đảng ủy khối cơ quan doanh nghiệp tỉnh tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới khóa 63. Tham gia lớp học có 93 học viên đến từ 24 chi bộ, đảng bộ cơ sở trực thuộc. Lớp bồi dưỡng diễn ra từ ngày 16 đến ngày 24 tháng 9. Các học viên được nghiên cứu, học tập 10 chuyên đề về lý luận chính trị dành cho đảng viên mới. Đây là các chuyên đề với những nội dung cốt lõi, cơ bản do Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn theo tinh thần nghị quyết Đại hội 13 của Đảng. Là những nội dung về lý luận gắn với thực tiễn, những chủ trương lớn về phát triển kinh tế, xã hội, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, cũng như công tác xây dựng Đảng trong tình hình mới. Những định hướng lớn của Đảng ta đến năm 2025, tầm nhìn 2030 và đến năm 2045, khát vọng xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc.